bộ đôi thuốc thảo dược trị tiểu đường Milodia thuộc khoa nội tiết Milotip. Milora TV, kênh truyền hình về sức khỏe và sắc đẹp. Chào các bạn, giải mã thắc mắc bệnh tiểu đường có nên uống nhiều nước hay không? Người bị bệnh tiểu đường ngoài việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý với những thực phẩm nên và không nên ăn, cũng cần chú ý đến lượng chất lỏng hấp thu. Trong cơ thể con người, nếu đường huyết tăng quá cao sẽ dẫn đến việc tăng đào thải nước tiểu để đưa đường từ nước tiểu bài tiết ra bên ngoài. Do lượng nước tiểu bài tiết ra ngoài quá lớn làm cơ thể bị mất đi một khối lượng nước đáng kể, khiến trung khu thần kinh trung ương bị kích thích gây nên hiện tượng khát nước. Lượng đường huyết bài tiết ra ngoài theo đường nước tiểu ít hay nhiều phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh đái tháo đường. Bất kể do thận bình thường hay bị tổn thương thì vẫn phải có chức năng chủ yếu là bài tiết nước. Vì vậy, uống nước nhiều không làm tăng gánh nặng cho thận làm việc. Kể cả đối với những người bị bệnh lý về thận do tiểu đường. Bệnh tiểu đường nếu không uống đủ nước sẽ dẫn đến tình trạng cô đặc máu. Đường thừa và các chất cặn bã khác không được đào thải ra ngoài, gây ra tình trạng tăng đường huyết. Lợi ích uống nước đầy đủ mang lại cho bệnh nhân đái tháo đường. Uống nước đầy đủ có lợi cho việc đào thải chất độc ra ngoài, ngăn ngừa nhiễm trùng tiết niệu, làm tăng lưu lượng máu, cải thiện tuần hoàn máu ngoại vi, làm giảm áp lực thẩm thấu huyết tương, ngăn ngừa hôn mê. Bệnh tiểu đường uống nước như thế nào để kiểm soát tốt đường huyết? Nước ngọt, nước ép có đường không phải là những đồ uống lành mạnh đối với người bị tiểu đường. Uống đủ nước thay vì các loại chất lỏng khác giúp kiểm soát đường huyết. Người bị tiểu đường bị các rối loạn thận mãn tính, hạn chế uống nước xuống 1 lít mỗi ngày, nếu không họ có thể bị giữ nước dẫn tới tử vong. Trên đây đã giải đáp rõ thắc mắc bệnh tiểu đường có nên uống nhiều nước không? Vẫn còn thắc mắc, bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ đến hotline 0909 045 587 0962 158 661. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng truy cập website quendibenhtiểudường.com hoặc youtube.com/bilora tv. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Bilora TV.